Đại diện cho khối cơ sở, 5 đại biểu trúng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ này thấy rõ trách nhiệm là cầu nối, mang hơi thở của thực tiễn cuộc sống, những bất cập vướng mắc nảy sinh từ cơ sở, đặc biệt là tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri và nhân dân tới diễn đàn Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với quyết tâm và hành động cụ thể, họ đang từng bước hiện thực hóa lời hứa trước cử tri ngay sau khi trúng cử. Là cấp gần dân, sát dân nhất, trực tiếp triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và giám sát quá trình này, ông Vũ Văn Tường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn xác định rất rõ những thuận lợi khi tiếp cận với vai trò là một đại biểu dân cử. Vinh dự, tự hào, song ông cũng cảm thấy áp lực đè nặng lên vai, đòi hỏi phải không ngừng nỗ lực phấn đấu với trách nhiệm cao nhất để mang tiếng nói từ cơ sở đến diễn đàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, dù bản thân đã có 6 khóa tham gia làm đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Trước hết là mình phải thực hiện công tác dân chủ. Dân chủ ở đây thì dân chủ trong đảng, dân chủ trong dân. Thì mình muốn phát huy được cái dân chủ này thì càng phải tiếp xúc, càng phải gần gũi và lắng nghe cái tâm tư, ý kiến, nguyện vọng chính đáng của người dân. Rồi mình có cái tham mưu, rồi có cái đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành và với Hội đồng Nhân dân tỉnh để có cơ chế chính sách nó phù hợp cho địa phương và cho tỉnh. Còn với bà Nguyễn Thị Thùy Linh, công chức tư pháp hộ tịch, Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hòa, huyện Ninh Khánh, trở thành đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là điều quá mới mẻ, bỡ ngỡ. Tuy nhiên, với sự tín nhiệm ủng hộ của cử tri cùng chuyên môn nghiệp vụ đã được đào tạo và kinh nghiệm qua 10 năm làm công việc giải quyết các thủ tục hành chính, tham gia tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Bà tin tưởng cũng sẽ có những đóng góp tích cực vào hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhất là những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở. Lần đầu tiên thì được ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nên là cảm giác là thực sự là rất là bồi hồi. Tôi sẽ cố gắng hoạt động tốt vai trò của người đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, sẽ tiếp xúc gần gũi hơn dân, đặc biệt là với nhiệm vụ vai trò công chức tư pháp hộ tịch. Tôi sẽ cố gắng tiếp xúc với nhân dân và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Hai nữa là trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là đẩy mạnh công tác dịch vụ công một cửa của tỉnh Ninh Bình ấy, thì có rất nhiều thuận lợi cho công dân trong thời gian sắp tới. Là Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách của Hội đồng Nhân dân huyện Yên Mô, năm 2019, bà Phạm Thị Huyền được luân chuyển về làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành và đã trúng cử làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Với bà, đây là niềm vinh dự nhưng cũng là cơ hội để thử thách, trải nghiệm, học tập và cống hiến cho Đảng, cho dân, cho sự phát triển của quê hương. Bám địa bàn, gần nhân dân, lăn lộn với thực tiễn, rất nhiều những vấn đề nảy sinh từ cơ sở đang được bà tiếp thu, tổng hợp và sẽ kiến nghị đề xuất tới Hội đồng Nhân dân tỉnh ngay từ kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ này. Tích cực tham gia, đóng góp các cái ý kiến vào các vấn đề mà liên quan đến cơ chế chính sách, liên quan đến cấp cơ sở, đến địa bàn ứng cử. Đấy, và đặc biệt như là cái công tác chuyển đổi số ở địa phương, đấy, rồi công tác lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn, đấy, và các cái chế độ chính sách dành cho các cái đối tượng người yếu thế trong xã hội, đấy, phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi. Gặp gỡ với những đại biểu từ cơ sở, dù là người đã có kinh nghiệm làm đại biểu nhân dân hay mới tham gia lần đầu, thì đều cảm nhận rõ sự trăn trở trách nhiệm của họ trước những vấn đề mà cử tri đang quan tâm. Với khát khao cống hiến và bằng bản lĩnh trí tuệ, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nói chung và các đại biểu đại diện cho khối cơ sở nói riêng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cử tri giao phó, đóng góp quan trọng vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ mới.